Nhân ngày sách và bản quyền thế giới ngày 23 tháng 4, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam. Cuốn sách đã giúp cho độc giả thêm hiểu về giá trị lịch sử và thời đại của di sản văn hóa thế giới này. Các bài viết trong cuốn sách tập trung làm sáng tỏ lịch sử hình thành và ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam thông qua kho tàng di sản Hán Nôm, các văn bản thư tịch cổ và kết quả nghiên cứu của ngành khảo cổ học, sự tồn tại của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong tâm thức người Việt và các tộc người thiểu số trên nhiều vùng miền của Tổ quốc cũng như cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Mỗi bài viết đều thể hiện sự tâm huyết, thành kính của các tác giả đối với quốc tổ, quốc lễ của dân tộc. Thì chúng tôi cho rằng là đây là một cái tập sách chuyên khảo hết sức là có giá trị. Nó đem lại cho độc giả sự hiểu biết một cách rất là đầy đủ về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam. Ngoài ra, các bài viết trong cuốn sách Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam cũng khẳng định vai trò của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với việc hình thành bản sắc văn hóa, xây dựng con người Việt Nam và trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng phát triển đất nước. Đồng thời, cuốn sách đặt trọng tâm vào vấn đề tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với tư cách một di sản văn hóa thế giới. Nghĩa là phát huy cái di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương này trong cái việc phát triển du lịch là như thế nào. Thế rồi thì là như là có những cái bài ở trong cuốn sách này đề cập đến cái việc mà làm gì để mà tiếp tục phát huy giá trị của cái tín ngưỡng Hùng Vương là một cái di sản hết sức đặc sắc của quốc gia dân tộc ta. Nhờ có tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã giúp cho chúng ta một lần nữa khẳng định cái bản sắc văn hóa dân tộc, giúp cho chúng ta hội nhập trong một thế giới mà không bị hòa tan, và từ đó nó tạo ra sức mạnh của lòng yêu nước, nó lan tỏa cái tinh thần đoàn kết. Cuốn sách đã được in và phát hành trên phạm vi toàn quốc. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật kỳ vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, các chuyên gia hoặc độc giả muốn tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam.